Dạ, con xin chào cô chú và anh chị. Hôm nay con giới thiệu đến cô chú và anh chị một cây đèn của nghệ nhân Ryuichi Matsuoka M100 tem chữ ký nha mọi người. Cây này được sản xuất năm 1985 nha mọi người. Đó, đèn thì ngoại hình còn khá là đẹp và hoàn hảo. Top solid sập rù nha mọi người. Vân gỗ rất là già và đẹp luôn. Đó, rô xét được trang trí rất là đẹp luôn nha mọi người. Lưng hông India Rosewood nha mọi người. Đó, bộ lưng hông rất là đẹp luôn. Có chỉ lưng luôn nha mọi người. Đèn được trang trí chỉ lưng rất là đẹp. Đó, cây này cần thẳng tắp luôn nha mọi người. Được trang bị một chỉ cần rất là xịn sò. Đây, bộ khóa vô cùng cao cấp luôn nha mọi người. Thường bộ khóa cao cấp á, là người ta sẽ dập chân và được đóng tay đá nha mọi người. Và có ốc, có chốt đằng sau, ốc đằng sau vặn nha mọi người. Đó, bộ khóa này rất là xịn nha mọi người. Vặn rất là êm tay. Đấy, cho mọi người chiêm ngưỡng qua vẻ đẹp của em nó. Ryuichi Matsuoka M100 nha mọi người. Đó, tem chữ ký nha mọi người. Đó, rất là đẹp. Hàng line new nha mọi người. Rất là tuyệt vời. Cây này em bán giá 22 triệu rưỡi nha mọi người. Em tặng cây hoặc là gift pack. Mọi người có thể lấy cây xịn hoặc là gift pack cũng được ạ. Đó. Rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Cây này sử dụng cũng giá trị. Sử dụng rất là ok nha mọi người. Rất đáng để sưu tầm nha mọi người. Rất khó để kiếm mấy cây đẹp như này nha mọi người. Mời mọi người cùng lắng nghe âm thanh. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ.